Xin chào các bạn, mình quay các bạn xem đã xem cách sau cái mặt trên này. Các bạn nhớ ủng hộ nha. Đã san lấp xong và chuẩn bị ốp lát cho ra sơn. Cái thang xong rồi các bạn. Được chưa? Cái thang gia đình của mình, cái thang khách cái riêng. Mỏi chân quá, chỗ này lại thành là cầu thang máy mất thôi. Đừng mỏi chân quá. Mình đã bưng xong rồi. Đây, còn ở đây cà phê nhậu nhẹ.